Các bạn có thể thấy là về cái phần lớp vỏ của motor điện Hyosung công suất 2.2 ở đây, mặt bích chân đế mình đang có đây nè các bạn, mà nó khá là dày và chắc chắn. Mình chia sẻ với các bạn về cái tiêu chuẩn IB các bạn. Thì IB ở đây nó là một cái tiêu chuẩn kháng bụi kháng nước là IB55, cũng khá là cao các bạn. Thì motor điện nó có thể hoạt động tốt ở ngoài trời. Cái khả năng kháng bụi nó dựa vào những cái điều như thế nào thì mình sẽ cho các bạn xem, và sau đó mình sẽ vận hành cái con motor điện này cho các bạn thấy ha. Đây là công suất 2.2 kW. Đây này các bạn, thì các bạn thấy nè, bên trong cái hộp điện của chúng ta nó có một cái lớp gioăng rất là kín luôn các bạn. Này các bạn có thể, để mình đưa các bạn xem. Này các bạn, cái lớp gioăng này nó rất là kín luôn các bạn. Và khi mà nó lắp vào trong cái hộp á, thì cái điều này nó sẽ giúp cho cái motor điện của chúng ta nó kháng được cái bụi và nước vào bên trong cái hộp điện nó tốt hơn. Thì các bạn thấy là với tiêu chuẩn IP55 thì cái số 5 thứ hai ở trong cái tiêu chuẩn IP đó là một cái khả năng kháng nước của motor điện, thì nó sẽ hạn chế được nước vào bên trong thông qua mọi hướng, nước vào mọi hướng. Tuy nhiên nó không có ngăn chặn cái việc mà áp lực nước lớn nha các bạn. Tức là có khả năng phun ở mọi hướng thôi. Chúng ta không sử dụng các vòi nước xịt thì đó là áp lực lớn nè các bạn. Thì nó vẫn sẽ vào nước vào bên trong các bạn. Để mà ngăn chặn được cái điều đó nó phải có một cái IP cao hơn, 67 hoặc là 68 các bạn ha. Và cái vỏ của motor điện thì rất dày. Bây giờ mình sẽ đấu điện vào cho các bạn xem. Tuy nhiên nó có một cái lưu ý với các bạn trong trường hợp mà chúng ta khởi động á các bạn, thì mặc định nhà sản xuất Hyosung và hầu như các thương hiệu motor điện khác á, thì họ đang để là 3 pha 220. Thì các bạn thấy nè, với sơ đồ đấu của chúng ta thì các cầu nó đang mắc song song như thế này, là 3 pha chạy 3 pha 220. Thì nếu như các bạn sử dụng qua biến tần thì các bạn có thể giữ nguyên và các bạn không cần phải thay đổi. Tuy nhiên nếu các bạn chạy 3 pha 380 trực tiếp vào trong đây thì nhiệm vụ của các bạn là phải đảo cầu. Thì bây giờ mình sẽ phải đảo cầu, tại vì ở đây mình có điện là 3 pha 380, mình phải đảo cầu trước khi mà mình thực hiện đấu điện vào, thì các bạn có thể cùng xem nhé. Đây, các bạn phải chuyển cầu nó về mắt nối tiếp như thế này. Motor điện mà từ 5.5 kW trở xuống nha các bạn, thì nó luôn là điện áp 3 pha 220 trên 380V. Thì ở rất nhiều video mình chia sẻ với các bạn về cái điều này. Thì như vậy là sẽ đảo cầu xong các bạn, và chúng ta chỉ đưa cái nguồn 3 pha 380 vào. Đó, theo cặp như thế này là ok. Bây giờ mình sẽ đóng vào. Rồi thì sau khi các bạn đưa nguồn 3 pha vào thì các bạn khởi động chạy bình thường thôi các bạn ha. Đó. Thì motor điện của chúng ta là nó là dạng motor điện 4 cực, tốc của nó là từ 1.400 đến 1.500 các bạn ha. Và cụ thể con này nó đang chạy ở tốc độ là 1.445 vòng trên 1 phút. Thì cái con mình đang chạy ở đây là 2.2 kW kiểu dáng chân đế các bạn ha. Và chân đế thì được quy ước bởi Hyosung là TEFC. Còn con bên tay phải mình đây là con mặt bích, thì được quy ước bởi kiểu dáng là TEF. Và cái con mặt bích này thì nó có thể kết nối được với hộp giảm tốc thông qua cái vị trí này. Thì anh em nào làm ở trong các đơn vị chế tạo máy móc thì đã quá rành về cái việc này. Ngoài ra thì với motor điện của chúng ta thì nó có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.